Nhạc chúng ta đang nghe đây là một bản nhạc nổi tiếng vẫn thường được gọi phổ biến với cái tên là Ave Maria của Bach, một nhạc sĩ thiên tài người Đức sinh năm 1685, mất năm 1750. Để phân biệt nó với các bản Ave Maria của Schubert hay của Mozart và nhiều nhạc sĩ khác. Thế nhưng cách gọi phổ biến này lại chứa được một thiếu sót nghiêm trọng mà theo cách nhìn nghiêm ngặt về bản quyền ngày nay có thể gây nên nhiều hệ lụy khó lường trước. Nguyên do là bản nhạc phổ biến nói trên là sự kết hợp của hai thiên tài âm nhạc thuộc hai quốc tịch khác nhau, sống ở hai thế kỷ khác nhau. Vào năm 1722, Johann Sebastian Bach hoàn thành tập 1 của tác phẩm Duet Templet Clavier, trong đó tập hợp những bản preludes, tức là những khúc dạo đầu nổi tiếng dành cho việc trình tấu của các dàn nhạc. Và 137 năm sau, năm 1859, nhạc sĩ nổi tiếng người Pháp Charles Gounod, sinh năm 1818, mất năm 1893, đã sử dụng giai điệu của prelude số 1 cung đô trưởng của Bach để bổ sung cho bản nhạc Ave Maria, được ông soạn từ một bài hát gốc Latin nổi tiếng, từ lâu đã được dùng trong các thánh lễ của nhà thờ. Sự kết hợp tuyệt vời này đã cho ra đời một bản nhạc lừng danh mà ngày nay ta được biết đến dưới tên gọi Ave Maria của Bach, một tên gọi rất không chính xác và không công bằng. Từ lâu, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử âm nhạc đã chỉ ra điều thiếu sót này và đề nghị gọi chính xác bản nhạc này là Ave Maria của Bach, Gounod. Thế nhưng những sự cầu thả trong khi biên tập các xuất bản phẩm âm nhạc vẫn mặc nhiên gán cho nó một mình tên của Bach. Đã đến lúc cần chấm dứt sai sót phổ biến này để trả lại sự công bằng cho tác giả thực sự của bản nhạc. Điều đó không hề làm giảm chút nào công lao và tài năng của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức, nhưng để cho người đời nhiều thế hệ cần phải ghi nhận cả sự sáng tạo xứng đáng của Charles Gounod, để cho những giai điệu bay bổng kỳ diệu của bản nhạc này mãi mãi ngân vang, xứng đáng với truyền thống trong sáng và đẹp đẽ bất diệt, âm nhạc không biên giới. Bây giờ ta hãy nghe lại những giai điệu riêng rẽ của Bach và của Gounod trước khi nghe bản Ave Maria kết hợp quen thuộc của họ. Đây là trích đoạn prelude số 1 của Bach. Còn đây là bản Ave Maria của Gounod.
Từ khi ra đời đến nay, Ave Maria của Bach Gounod đã được trình tấu dưới nhiều hình thức. Và bất kỳ hình thức nào, ta cũng đều cảm nhận được giai điệu tuyệt vời, vừa sâu lắng, vừa bay bổng, một vẻ đẹp quyến rũ cả trong từng nét nhạc lẫn trong tổng thể. Ca khúc cũng được dịch lời ra nhiều ngôn ngữ và được nhiều ca sĩ nổi tiếng trình bày. Ở Việt Nam, đã có ít nhất 3 lời dịch tiếng Việt, một của nhạc sĩ Phạm Duy, một của nhạc sĩ Dương Thụ và một của Phạm Ngọc Lân. Ca sĩ Mỹ Linh từng trình bày khá thành công ca khúc này bằng lời Việt của nhạc sĩ Dương Thụ. Sau đây là tập hợp một số trình tấu không lời quen thuộc của bản nhạc bất hủ này. Một solo cho đàn cello và một bản trình tấu của dàn nhạc dây.